Chào mừng anh em đã trở lại với Búm Review. Hôm nay hãy cùng mình theo dõi một bộ phim cổ tích viễn tưởng nhé. Bối cảnh phim diễn ra tại thành phố London. Tại đây những đứa trẻ đều tin vào một phép màu sẽ xảy ra lúc nửa đêm. Đây là Sophie, khi này cô phát hiện bên ngoài đang khá là ồn ào bởi những gã say xỉn. Thế là Sophie không thèm nhượng bộ mà cất giọng yêu cầu họ hãy im lặng ngay. Tuy nhỏ người nhưng được cái lớn giọng nên những gã này lập tức sợ hãi bỏ đi. Xong xuôi rồi Sophie mới bắt đầu leo lên giường cùng những đứa trẻ trong phòng. Tuy nhiên cô bé chẳng chịu đi ngủ mà còn dở cuốn sách ra đọc. Lúc này chú mèo nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ nên Sophie cũng bắt đầu tò mò. Cô bé nhìn xuống đường thì thấy một bàn tay lớn đang dựng lại chiếc thùng rác, nhưng hắn liền nhận thấy mình đã bị phát hiện bởi Sophie. Cô bé hoảng hốt chạy lại chiếc giường của mình, nhưng bàn tay khổng lồ của hắn đã bắt trọn cô bé đi. Cứ thế hắn mang Sophie đi một cách lén lút, được cái hắn ta rất giỏi cải trang nên những người trên phố khó mà phát hiện ra. Với sải chân cực dài hắn ta di chuyển nhanh chóng khỏi thành phố, chẳng mấy chốc đã tới ngoài biển và nhảy biến mất vào một đám mây. Nó dẫn tới một vùng đất hoàn toàn khác, và lúc này thì đã tới nhà của người khổng lồ. Sophie được treo lên một nơi khá cao, khi này nhìn thấy hắn đang mài con dao lập tức cô nhận ra sắp có chuyện chẳng lành. Thế là Sophie nhanh chóng di chuyển đến bên phía cửa sổ. Sophie cố mở cửa thì đụng chiếc xô tạo ra tiếng động lớn, đã thế cô còn bất cẩn đá đống đồ xuống, khiến lão khổng lồ bắt đầu tỏ ra khó chịu. Ông ta tiến lại cảnh báo cô chẳng có đường thoát khỏi đây đâu, thế rồi hất luôn Sophie vào chiếc chảo như muốn làm thịt cô bé luôn. Với con dao to lớn chặt phát nào là khiến Sophie nhấc người phát đấy, lúc này bên ngoài còn có gã khổng lồ ăn thịt khác. Ông tiếp tục cảnh báo chúng rất thích ăn thịt đặc biệt là trẻ em, còn ông có tên là Runte và là người khổng lồ ăn chay duy nhất tại đây. Thế rồi Sophie liền trách móc ông ta đã mới vừa bắt cóc mình khỏi trại trẻ mồ côi đấy. Runte đành giải thích lý do, rằng không làm vậy, thì Sophie sẽ la toáng lên cho mọi người biết cô bé đã nhìn thấy mình mất. Thế là cả hai xảy ra cãi vã vì Sophie khẳng định mình sẽ không nói cho ai biết. Còn phía Runte thì chắc chắn không tin rồi, ông còn nói rằng Sophie sẽ phải ở lại đây cho đến hết phần đời còn lại. Nhưng cô bé vẫn mạnh mồm nói sẽ tìm bằng được cách chạy trốn khỏi đây, cho dù có tới tận 1000 lần đi nữa. Để ngăn lại sự cố chấp của Sophie, thì Runte đã mang cô lên trên đỉnh một con thuyền. Như thế này thì Sophie khó mà tự mình đi xuống để bỏ trốn rồi. Lúc này ông ấy đưa ra một chiếc lọ chứa những giấc mơ bên trong đó, tiếp theo là nhặt được cuốn sổ của Sophie rồi ung dung ngồi trên ghế đọc lớn. Chẳng hiểu sao từ lúc nào Sophie đã chìm vào giấc ngủ qua những câu chuyện mà Runte đang đọc, nhân cơ hội ông ấy liền lén đi ra ngoài, với cây cầu được giấu ngang qua một thác nước. Lúc này ông ấy đi tới một căn hầm khác, nơi đây chính là nơi chứa những giấc mơ và cả những cơn ác mộng mà Runte bắt được. Tối đó, khi trở về thì Sophie đã tỉnh giấc, sau đó cô bé liền tìm cách đi ra khỏi căn hầm bí mật thành công. Sau một hồi chạy trốn, thì bất ngờ Sophie bị một gã khổng lồ ẩn mình dưới lòng đất chặn đường. Cô kêu cứu nhưng Runte đành buông xuôi đóng cửa hang lại. Chỉ ngay sau đó, Sophie đã trở thành bữa ăn của người khổng lồ này. Một lần nữa Sophie tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Có vẻ đây chính là giấc mơ mà Runte đã tạo ra, như để cảnh báo cho Sophie những nguy hiểm ngoài kia qua giấc mơ vừa rồi. Sáng hôm sau hai người có vẻ đã hòa đồng với nhau hơn, Sophie cũng không hằn học để tìm cách chạy trốn nữa. Với chai rượu cocktail của mình, thì Runte còn tạo ra một đợt khí xả như tên lửa vậy. Đúng lúc này một gã khổng lồ khác tìm tới nhà Runte, có vẻ hắn nghe thấy ông đang nói chuyện với ai đó nên đã tò mò vào kiểm tra. Trong lúc này thì Sophie vẫn đang nấp mình phía sau chai rượu của Runte. Có thể thấy hắn ta có kích thước còn vượt trội hơn nhiều so với Runte, khiến cho việc di chuyển trong ngôi nhà thôi cũng hết sức là khó khăn. Lúc này hắn bắt đầu ngửi thấy mùi của con người, nên Sophie lập tức chui ngay vào quả dưa gai khổng lồ. Ngay sau đó gã khổng lồ đã cầm đúng chiếc dưa lên trên tay, và càng cảm thấy mùi con người ngày một gần hơn. Đúng lúc hắn tính làm thử miếng thì may mà Runte kịp thời ngăn hắn lại. Không có gì bất thường hắn ta liền rời đi nhưng vẫn tranh thủ lượm luôn chai cocktail của Runte đi cùng, vậy là Sophie vẫn may mắn bảo toàn được cái mạng này. Sau chuyện này thì Runte đã nhận được sự tin tưởng của Sophie nhiều hơn, sau đó ông đã mang cô đến căn hầm chứa những giấc mơ. Ngay khi chứng kiến thấy mọi thứ tại đây đã khiến Sophie không khỏi kinh ngạc, sau đó là được Runte dùng ống nước để tắm sạch lại, rồi dùng lò lửa để hong khô người cô bé. Tiếp theo Runte còn mang ra rất nhiều những bộ đồ khác nhau cho Sophie. Ông dọn dẹp một hốc cây lớn làm nơi ẩn náu cho Sophie, để tránh khỏi người gã khổng lồ ăn thịt. Sau khi đưa Sophie lên nơi ẩn náu an toàn, thì Runte lại chuẩn bị công việc đi bắt những giấc mơ. Mặc dù Sophie vẫn luôn nài nỉ cho đi cùng, nhưng tất nhiên là ông không thể đáp ứng rồi. Thế là Sophie đành đu theo chiếc xe tới đòi bằng được Runte cho đi cùng. Với sự cố chấp không từ bỏ, thì cuối cùng Runte đành bó tay đầu hàng trước cô bé. Bên ngoài lúc này là những tên khổng lồ khác đang nằm ngủ trên mặt đất, Runte phải vượt qua một cách nhẹ nhàng để tránh bọn chúng phát hiện. Nhưng bất ngờ một gã tóm lấy chân ông khiến cả bọn cùng thức giấc. Nhân lúc chưa bị phát hiện, Sophie liền chạy qua những bụi cỏ lớn và trốn vào được một chiếc xe cũ. Còn phía bên này thì những gã khổng lồ đang thắc mắc sao Runte rời đi lúc này.
Không nhận được câu trả lời, chúng liền lấy Rune ra chơi đùa. Một gã còn cầm đúng chiếc xe mà Sophie đang trốn bên trong nữa chứ. Với hai gã, chúng bắt đầu leo lên hai vách núi đối diện với nhau. Rune đầu bên này thì bị một gã đưa lên xe rồi đẩy xuống. Phía bên còn lại thì gã này đứng lên cả hai chiếc xe rồi cũng bắt đầu lao xuống. Thấy vậy, Sophie liền ra sức đánh lái khiến đầu của Rune đập trúng ngay con cừu của gã khổng lồ làm hắn ngã sấp mặt. Sau đó chúng tiếp tục tính chơi đùa, nhưng lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa. Những gã khổng lồ ăn thịt này cực kỳ ghét nước nên chúng vô cùng hoảng hốt tìm cách trú ẩn. Thậm chí còn có một tên chuẩn bị cho mình chiếc dù mà chẳng tương thích với kích thước người hắn chút nào. Nhân cơ hội này, Rune đã giúp Sophie chui vào chiếc túi và rời đi thành công. Lúc này Rune cùng Sophie đã tới trước một cây cổ thụ lớn, nơi mà ông ấy gọi là đất nước của giấc mơ. Kế bên gốc cây cổ thụ là một hồ nước phản chiếu toàn bộ những giấc mơ đang được hình thành. Ngay sau đó Rune lấy đà nhảy xuống thì đó là cả một thế giới khác bên dưới. Sophie cũng rất hứng thú nên liền lấy đà nhảy xuống cùng ông. Trước tiên là phải xoay đầu xem mình còn sống không đã. Lúc này thì Sophie mới nhìn thật rõ cây cổ thụ đang rực sáng. Những giấc mơ được hình thành như những giọt nước rơi dần khỏi những chiếc lá. Có những màu sắc khác nhau biểu thị cho những thể loại giấc mơ khác nhau. Lúc này Rune đã trông thấy một giấc mơ đặc biệt được gọi là phù thủy bóng. Ông nhanh chóng dùng vợt cố bắt, nhưng nó còn trêu đùa ngược lại cả ông. Thậm chí nó còn nghịch ngợm chui vào mũi của Rune rồi lại chạy ra từ mồm ông. Sau hồi vui đùa thì nó chủ động bay tới trước mặt Sophie. Và thế là Rune đã dễ dàng bắt được nó trên tay. Sau đó Sophie cũng được tận tay chạm vào nó. Ngay sau đó là những giấc mơ đầy màu sắc khác xuất hiện. Thế là Sophie lập tức tới đuổi bắt chúng cho bằng được. Sau hồi đuổi bắt thì cô bé bắt được một giấc mơ màu đỏ. Nhưng Rune liền nói Sophie hãy đưa nó cho ông, bởi lẽ đây là một giấc mơ xấu hay chính là một ác mộng. Ngay sau đó Rune đã nhốt nó lại chiếc lọ tránh để nó gây rối vào những giấc mơ khác. Sau đó cả hai quay trở lại thế giới ban đầu trên mặt hồ nước. Rune dẫn Sophie về lại thế giới con người để thổi những giấc mơ. Rune dùng một thiết bị như một ống thổi để lắp giấc mơ vào. Sau đó là thổi tới những người phù hợp với giấc mơ đó. Thế rồi hai người cùng chăm chú quan sát giấc mơ khiến cho cậu bé đang có một giấc ngủ thật đẹp đó. Trên đường trở về cả hai đã trông thấy những gã khổng lồ ăn thịt đang lởn vởn trong đêm. Lúc này thì cả hai mới nhận ra cái chăn của Sophie đã bị rơi mất trong lúc chạy trốn bọn chúng. Thế là Rune đã bỏ Sophie lại trước trại trẻ mồ côi để đảm bảo an toàn cho cô bé. Khi tỉnh dậy, Sophie tức giận vì ông đang tính bỏ lại cô. Lúc này thì Rune mới giải thích mọi chuyện, rằng đã có một cậu bé cũng đến với như ông như trong trường hợp Sophie vậy, nhưng cậu ấy đã bị những gã khổng lồ khác phát hiện mà bỏ mạng. Thế là ông đành ngậm ngùi cầm chiếc túi rời đi. Tối đó Sophie không ngủ được và ra ban công đứng đợi, vì lúc này cô bé cảm nhận được Rune đang có mặt tại đây. Thế là Sophie dùng tính mạng của mình để ép bằng được ông ra mặt. Với sự cố chấp này thì ông lại phải mang cô bé trở lại vùng đất của người khổng lồ. Ngay khi trở về được nơi ẩn náu thì Sophie và Rune lập tức vắt óc nghĩ xem cách đánh bại những gã khổng lồ xấu xa. Đúng lúc này một gã lại tìm tới, nên Sophie nhanh chóng được đưa lên chỗ trốn trên gốc cây. Nhưng chỉ ngay sau đó cả những tên khác cũng tìm tới nơi. Có vẻ chúng đã biết về sự có mặt của Sophie tại đây rồi, vì chính hắn đã tìm thấy tấm chăn của Sophie đánh rơi. Chúng bắt đầu ngửi mùi như những con chó để chuẩn bị cho chuyến đi săn. Không trừ mọi ngóc ngách nào, chúng bắt đầu đánh hơi và đập phá mọi thứ. Lúc này Sophie đã gần như bị phát hiện mất tiêu rồi, một chút nữa thôi đã bị nhìn thấy. Nhưng may mà cô bé đã kịp thời lặn xuống mương nước. Trong khi đó thì chúng đang vui mừng đập phá mà không hề thương tiếc với sự nghiệp bao năm của Rune. Khi thấy Sophie tới gần, ông liền lấy chiếc túi muốn cô bé chui vào trong, nhưng may thay là chưa kịp chui vào thì gã khổng lồ đã tóm lấy chiếc túi đó. Nhân cơ hội Sophie nhanh chóng tìm đến một nơi ẩn náu khác. Có vẻ đây chính là căn phòng của cậu bé từng sống ở đây mà Rune đã kể. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn từ khi ông mất đi cậu ấy. Tuy nhiên bên ngoài lúc này gã khổng lồ đã đánh hơi ngày một tới gần hơn. Hắn bắt đầu thò ngón tay to lớn của mình vào trong để dò tìm. Không thể chịu đựng thêm được nữa, nên Rune quyết định châm lửa đuổi lũ khổng lồ ăn thịt này. Sau đó là dùng nước đe dọa cho từng gã phải rời khỏi đây. Bên trong nơi ẩn náu, Sophie trông thấy một bức tranh một phụ nữ như mang dòng dõi quý tộc. Ngay lập tức cô bé liền chạy ra ngoài nói về kế hoạch sắp tới cho Rune. Sophie đã đề nghị cùng Rune tới gặp nữ hoàng nước Anh để nhờ sự giúp đỡ. Ngay sau đó họ bắt đầu tạo ra một cơn ác mộng cho nữ hoàng, rằng những gã khổng lồ đang tiến tới đất nước Anh. Với kinh nghiệm thổi giấc mơ của mình, thì Rune rất dễ dàng tạo ra một giấc mơ hết sức thực tế. Khi đã xong xuôi, họ nhanh chóng di chuyển tới cung điện của nữ hoàng ngay trong đêm. Với sự cải trang của mình thì hai người dễ dàng qua mặt được lính canh bên ngoài. Khi này họ đã tới được căn phòng mà nữ hoàng đang ngủ. Không chần chừ, Rune liền thổi cơn ác mộng tới bà ấy. Quả nhiên là đêm trôi qua, nữ hoàng đã chẳng thể ngủ ngon chút nào vì cơn ác mộng. Câu chuyện của bà khiến cho nữ người hầu cũng ngơ ngác khó lòng tin được. Khi nữ người hầu khéo rèm ra thì Sophie đã ở đây từ khi nào. Đó chính là điểm mấu chốt của giấc mơ nên khiến nữ hoàng càng tin vào nó hơn. Ngay sau đó, Sophie nói một người khổng lồ chính là Rune đã đưa cô tới đây.
Để chứng minh điều đó thì Runte cũng quyết định ra mặt diện kiến nữ hoàng. Tuy nhiên những lính canh vẫn thật sự cảnh giác trước sự xuất hiện của ông ấy, cứ thế Runte thận trọng tiến lại gần hơn căn phòng của nữ hoàng. Tiếp theo là màn cúi chào để tỏ ra sự tử tế của mình trước bà ấy. Ngay khi đã tạo sự tin tưởng của mình, thì Runte được trực tiếp đi vào trong cung điện hết sức là sang trọng của hoàng gia. Tuy nhiên ông chỉ có thể bò đi chứ làm sao mà có thể đứng lên cơ chứ. Mãi rồi cũng đến được sảnh lớn thì ông làm rơi ngay chiếc đèn chùm tại sảnh. Sau đó thì túi đồ siêu bự của ông cũng đã được mang đến nơi. Chiếc ghế mà ông ngồi xuống cũng phải được một vài thanh niên ở sau ra sức đẩy vào. Runte còn tranh thủ tuốt lại vẻ đẹp trai của mình nữa chứ. Để thuận tiện cho việc lên món, những phục vụ còn chuẩn bị hai thang hai bên chiếc bàn. Mọi thứ đồ dùng cho tới thức ăn cũng phải thật lớn để vừa với kích thước của Runte. Chắc phải từ khi sinh ra thì đây mới là lần đầu tiên Runte được chiêm ngưỡng những thứ sang trọng như vậy. Ngay khi thử miếng đầu tiên thì ông đã phải thốt lên trước nữ hoàng rằng đồ ăn ở đây đúng là ngon bá cháy luôn. Sau những món ăn thì Runte còn được phục vụ cà phê, nhưng phải tính bằng xô mới đủ. Rót xong rồi thì Runte liền hút vội, nhưng ông chợt nhận thấy nó đắng bà cố mà phun trúng mặt mấy thanh niên bên dưới luôn. Sau khi được phục vụ thì ông không quên quảng cáo sản phẩm cốc tai tự lên men của mình. May cho mọi người là đúng lúc này những tướng lính đã đồng loạt đi tới. Đó là nhiệm vụ chống lại nhóm người khổng lồ theo người dẫn đường chính là Runte. Nhưng trước khi lên đường, ông không quên san sẻ cho mọi người nếm thử cốc tai của mình. Thế là họ đồng loạt nâng ly chúc cho chiến dịch sắp tới thành công. Thậm chí những chú cô ghi này cũng không thể bỏ qua món này được. Ngay lập tức mọi người đều nhận thấy một dấu hiệu bất thường. Kết quả là họ đã đồng loạt thay nhau xả khói như những quả tên lửa thu nhỏ sau mông vậy. Lúc này họ bắt đầu lên đường với những chiến hạm vô cùng tối tân. Cứ thế họ đã thành công tiến vào vùng đất của người khổng lồ đầy bí ẩn. Nhân lúc những gã khổng lồ đang ngủ thì Runte sẽ tạo ra một cơn ác mộng cho chúng. Nhưng khi bước ra ngoài thì Runte mới chợt nhớ đã để quên chiếc kèn thổi giấc mơ ở chỗ nữ hoàng mất rồi. Nghe vậy, Sophie đã tự mình mang cơn ác mộng đó tiến lại chỗ những gã khổng lồ bên dưới. Nhưng khi cô bé đang loay hoay mở thì một gã đã tỉnh dậy nhận ra. Ngay lập tức Sophie liền đập vỡ chiếc bình làm những cơn ác mộng chui vào những tên đang ngủ. Chỉ duy nhất gã đang thức giấc đã ngăn chặn không cho điều đó xảy ra. Những kẻ chúng phải cơn ác mộng bắt đầu tự trách bản thân của mình thật độc ác. Còn gã này tính tóm lấy Sophie thì Runte đã kịp thời ngăn hắn ta lại. Hắn liền tóm gọn ông tính ra tay thì máy bay con người đã kịp thời phóng dây giữ cánh tay hắn. Tiếp theo là tóm lần lượt những gã khổng lồ khác. Chúng liên tục giành giật bám lấy mặt đất tạo ra một sự hỗn loạn ngay bên dưới. Tuy nhiên thì kết quả vẫn bị tóm gọn đưa đi hết mà thôi. Cuối cùng thì Runte cũng đã có thể nở nụ cười mãn nguyện của mình. Còn những gã khổng lồ ăn thịt đã được đưa đến một hòn đảo cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếp theo là một đống dưa gai để chúng có thể ăn chay niệm Phật. Thậm chí họ còn tặng thêm cho chúng những hạt giống của dưa gai, để từ nay đến cuối đời thì chúng chỉ có thể ăn chay mà sống thôi. Thời gian trôi qua, Sophie được sống trong chính cung điện của nữ hoàng, còn mảnh đất của Runte đã tràn đầy trái cây mọng nước. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì hãy để lại một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của Bún nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.